Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát buổi chiều ngày hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, Minh Phát xin tiếp tục cập nhật giá vàng trong nước và thế giới tại thời điểm buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Giá vàng thế giới tại thời điểm buổi chiều ngày hôm nay hiện tại đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1915 đô la Mỹ. Tính ra trong phiên thì vàng thế giới đã giảm khoảng 3,4 đô la với tỷ lệ 0,17%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên tính thời điểm hiện tại là 1912 đô la Mỹ và cao nhất 1924 đô la Mỹ một ao. Tiền nền từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 39.400 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 98,89 điểm. Lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn đứng tại mức 2,149% một năm. Giá dầu thô thế giới đang giao dịch ở quanh ngưỡng 98 đô la Mỹ một thùng. Tiếp theo, mình phát xin cập nhật giá vàng trong nước tại thời điểm buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện đang giao dịch tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán 67 triệu 700 nghìn đồng một lượng, giảm 900 000 đồng một lượng chiều mua và 1 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 1 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNG giảm 500 000 đồng một lượng chiều mua và 900 000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 1.100.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua và 900.000 đồng một lượng chiều bán. Và chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 67.600.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 1.300.000 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng Tại phú quý SJC giảm 500.000 đồng lượng ở chiều mua và 600.000 đồng lượng chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.400.000 đồng lượng, chiều bán 67.600.000 đồng lượng Tại bảo tín Minh Châu giảm 510.000 đồng lượng chiều mua và 580.000 đồng lượng chiều bán Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.420.000 đồng lượng, chiều bán 67 triệu 600 000 đồng lượng. Tại Mi Hồng SJC giảm 300 000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 500 000 đồng lượng, chiều bán 67 triệu 500 000 đồng lượng. Tại ngân hàng Exim Bank giảm 800 000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 66 triệu 600 000 đồng lượng, chiều bán 67 triệu 400 000 đồng lượng tại ngân hàng SCB giảm 50.000 đồng lượng chiều mua và 150.000 đồng lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 66.850.000 đồng lượng, chiều bán 67.950.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold giảm 700.000 đồng lượng chiều mua và 600.000 đồng lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng lượng, chiều bán 67.600.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chính nhận những các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm mạnh cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua có mức giảm 900.000 đồng/lượng, còn chiều bán giảm 1 triệu đồng/lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 66.470.000 đồng/lượng đến 66.520.000 đồng/lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 67.700.000 đồng/lượng đến 67.750.000 đồng/lượng. giá vàng mua số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn bút số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ giảm 300.000 đồng lượng cả chiều mua chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 54.750.000 đồng lượng, chiều bán 55.750.000 đồng lượng. Vàng nữ trang mua số 9 cũng có mức giảm tương tự 300.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 54.450.000 đồng lượng, chiều bán 55.450.000 đồng lượng vàng nít trang 24k giảm 297.000 đồng lượng cả chiều mua chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 53 triệu 600 linh một cái đồng lượng, chiều bán 54 triệu 900 linh một đồng lượng. Vàng nít trang 18k giảm 225.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 39 triệu 742.000 đồng lượng, chiều bán 41 triệu 742.000 đồng lượng. Vàng niềng trang 14k giảm 175.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30 triệu 481.000 đồng một lượng và 32 triệu 481.000 đồng một lượng. Vàng lấy trang loại 10k giảm 125.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. ở chiều mua hiện đang có mức giá 21 triệu 275.000 đồng một lượng, chiều bán 23 triệu 275.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, diễn biến giá vàng trong nước và thế giới trong phiên ngày hôm nay tiếp tục có sự điều chỉnh giảm và tồi tệ bởi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ghi nhận là nhiều tiến triển và kỳ vọng sớm đạt được một thỏa thuận. Đồng thời, vàng còn chịu áp lực bởi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng mạnh trước quyết định tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed vào ngày hôm nay thứ tư. Kỳ vọng về một lộ trình tăng lãi suất nhanh và quyết liệt đã gây ra tình trạng bán tháo trái phiếu, dẫn tới lãi suất tăng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại giữa Nga và Ukraine nếu như trở nên căng thẳng thì có thể giúp vàng trở lên vùng 1950 đô la Mỹ. Điều quan trọng cần lưu ý hiện nay đó chính là chiến tranh đang diễn ra, nghĩa là mọi thứ sẽ còn xoay trở liên tục và khó đoán theo diễn biến của cuộc chiến. Minh Phát sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến thị trường trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ hãy đón xem nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo